Dạ, tâm biết ơn thầy Chí Thành. Tâm biết ơn cả nhà. Đã tạo môi trường cho tâm được học hành trình thấu hiểu tài chính. Hôm nay thầy Chí Thành chia sẻ về nhân cách chân thật. Bài học mà tâm nhận được sau khi mà tâm học cái tri thức này đó. Tâm rất là tâm đắc vì nhân cách là chỉ có người khác nhận ra mình thôi, mình có cái nhân cách đó. Họ là người nhận xét mình có cái nhân cách đó, nhưng đối với mình, mình cảm nhận được như thế nào thì à, một người bộc lộ nhân cách thân, nhân à, một người bộc lộ nhân cách chân thực của họ qua thời gian, có nghĩa là phải qua một thời gian thì cái nhân cách của họ mới được bộc lộ và cái người khác mới có cái cơ hội đánh giá họ là có cái nhân cách chân thật thì cái thì cái tố chất của người có nhân cách chân thật là như thế nào là biết mình đang nghe biết mình đang thấy biết mình đang nói và cái điều thứ bốn rất là quan trọng là quảng bá những gì người đó làm và làm những gì người đó quảng bá thì ví dụ như mình mình đang làm cái gì đó thì đó có phải là chính là những cái điều mà mình suy nghĩ không thì trong đầu mình ví dụ như là tâm đi tâm đang học về để mà trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm thì tâm sẽ nói về những cái gì mà tâm đang làm và tâm làm những cái gì mà tâm đang nói thì mỗi ngày tâm đều tiếp tục học tâm đều rất là hưởng thụ học tập và đón nhận tri thức và tâm cứ nói cái đó ra cho mọi người nếu mà mọi người có cái nhân duyên hỏi hay là có nhiều khi mình chia sẻ thôi thì mình cũng chia sẻ là ờ à, tôi đang làm cái đó đó và mình làm cái điều mà mình nói thì đó là cái tố chất của người có chân cách nhân à, nhân cách chân thật thì mình muốn có cái nhân cách đó thì mình huân tập mình huân tập những cái điều đó mà thật sự mọi người biết không đúng là khi mà mình có cái tố chất đó mình không có mệt đầu đó bởi vì mình hỏi cái gì cái mình bật ra hỏi cái gì mình bật ra tại vì trong đầu mình nó có cái đó rồi và nó cũng không thay đổi cho nên mình nói chuyện với trăm người mình cũng nói có một câu chuyện thôi thì thật sự tâm đang rất là hưởng thụ cái 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 đó bởi vì tâm thoải mái tâm nói những cái gì mà tâm đang làm và tâm rất là siêng năng làm những cái gì mà tâm nói đó thì đó là một cái sự huân tập để mình có cái chân cách nhân cách chân thật trong mọi thứ mà cái cảm giác của tâm là khi mà mình sống với cái nhân cách đó trời ơi cái người mình nó thoải mái nó nhẹ nhàng mình an vui lắm mình rất là dễ vui tự nhiên nói đến đây tâm nhớ cái câu mà khi mà mấy anh chị mà mentor ba đó tại vì cô lan hiếu thương cô thu giang là những người mentor ba thì những cô đó chia sẻ cái tri thức cho cho những mentor những người mà giống như tâm nè chuẩn bị vào mentor 6 thì có chia sẻ cái clip mà mọi người lên sân khấu thì tâm trong cái clip đó có 3 phút thôi nhưng mà tâm nhặt được một câu của thầy nói trời ơi mà tâm cảm thấy mình phải trở thành mentor thôi không có con đường nào khác đâu thầy nói là mấy anh chị thấy không bây giờ mấy anh chị giận dữ còn khó hơn là an vui nữa trời ơi mình sống giống như thiên đường vậy đó mình giận dữ khó hơn là mình an vui mình làm cái điều dễ chứ mình làm cái điều khó làm chi cho nó mệt đó trời ơi cái giá trị của cái tri thức mà mà mình nhận được từ thầy từ các thầy cô chuyện giao á rất là biết ơn thầy minh sư của chúng ta rất là biết ơn thầy chí thành rất là biết ơn cô hoàng anh đã tạo cái môi trường để mà mỗi ngày mình vô mình được huân tập mình huân tập trip á cái thông tin cái cái biết tin hiệu của mình á vì mình biết những cái đó và mình rất là tin tưởng bởi vì mình thấy cái giá trị của nó quá lớn thôi và mình hiểu rất là rõ để mà trở thành những cái người có cái tố chất đó thì mình phải như thế nào mình phải huân tập điều gì riết rồi mình trở thành những cái người đó luôn trời ơi nói đến đây mà cảm thấy rất là hạnh phúc luôn á biết ơn cả nhà nha à còn một cái nữa cái này tâm chia sẻ là vì có một cái chị nào đó chị nói là hôm nay chị không vô thì thầy thành có chia sẻ một cái một cái cái cái, cái um, kêu là một cái tư vấn mười 000 đô là khi mà mình muốn thay đổi một cái mục tiêu của mình hay là mình muốn thay đổi cái nghề nghiệp của mình hay mình muốn thay đổi cái kinh doanh cái gì thì không biết chỉ có mình biết thôi cái bối cảnh đó là bối cảnh cá nhân mình thì trước khi mà mình đổi cái hướng đó mình cân nhắc mình xem xét những cái yếu tố sau cái chữ đó là an toàn an toàn về cái gì mình khi mình thay đổi cái đó về cái thời gian chuyển cái thời gian mà chuyển giao giữa cái mục đích cái cái hiện tại và cái tương lai mà mình nhắm tới nó có thỏa bốn cái tiêu chí không thứ nhất là an toàn về mặt nội tâm khi mình trong cái thời gian đó nội tâm của mình có thoải mái không à, mình có cái gì cần phải lo lắng cần phải sắp xếp không thì mình hãy nên làm thứ hai là về sức khỏe cái chuyện thay đổi nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình không bởi vì nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe thì mình mới làm lâu dài được còn nếu mà cái giai đoạn đó cái giai đoạn chuyển tiếp đó mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thì mình phải cân nhắc thứ ba là mối quan hệ mối quan hệ ở đây có thể là mối quan hệ trong gia đình hay là mối quan hệ mà quan trọng đối với cái cá nhân người đó thì chỉ có người đó mới biết thôi cân nhắc xem có ảnh hưởng không bởi vì mối quan hệ xung quanh mình mà bị ảnh hưởng, mình cũng đâu có thoải mái để mình làm một cái điều mới đâu. Và thật sự khi làm một cái điều mới là cái tâm sức mình bỏ ra rất là nhiều mà mình còn bị ảnh hưởng mối quan hệ nữa thì cái sự ảnh hưởng nó còn nhiều hơn nữa. Đó. Còn cái cuối cùng là cái tài chính. Coi là trong cái thời gian chuyển tiếp đó liệu cái tài chính của mình có an toàn để mà mình thực hiện từ cái điểm hiện tại qua cái điểm mới không? Nếu mà bốn cái yếu tố đó thỏa thì mình biết câu trả lời là gì rồi. Nếu mà bốn kiểu đó chưa thỏa thì mình xem xem là mình điều chỉnh như thế nào để mình đi hai bên một lúc cho đến khi mình vững, cho đến khi mình cảm thấy bốn yếu tố là nội tâm, uh, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính an toàn thì lúc đó mình chuyển qua thì đó là cái thời điểm mà mình chuyển qua hoàn toàn. Cái bài học đó rất là hay thì tâm nhắc lại ở đây để cho chị nào mà hồi nãy chị hỏi là mọi người có bài học gì không đó thì biết đâu chị đọc được chị nghe được cái chia sẻ của tâm thì chị cũng nhận được bài học yeah. tâm biết ơn thầy chí thành một lần nữa đó. rất là vui lớp rất là dễ thương luôn thầy yeah. và tâm biết ơn mọi người tâm xin chào mọi người nha tâm xin hết ở đây